Xin chào các bạn và chào mừng bạn quay lại với kênh Read Books App, đọc sách mỗi ngày của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một nguồn cảm hứng tuyệt vời để xây dựng lòng tự tin, những lời khuyên từ một người vô cùng đặc biệt. Đó là Marcus Aurelius, hoàng đế cuối cùng của La Mã và một triết gia vĩ đại. Aurelius không chỉ là một vị hoàng đế tài ba, mà còn là một nhà triết học sâu sắc. Trong thời gian cai trị của mình, ông đã viết một tập hợp các tác phẩm tự truyện, gọi là những bài suy ngẫm. Trong số đó, thiền được coi là một trong những tác phẩm triết học vĩ đại nhất của ông. Chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng những lời khuyên ý nghĩa từ Aurelius và tìm hiểu về 10 điều chúng ta nên làm để xây dựng sự tự tin. Với sự trí tuệ và triết lý của ông, chúng ta sẽ có những cảm nhận sâu sắc về lòng tự tin và cách chúng ta có thể phát triển nó trong cuộc sống hàng ngày. Hãy sẵn sàng để truyền cảm hứng và khám phá những bí quyết để xây dựng lòng tự tin với những lời của Marcus Aurelius. 1. Tập trung vào việc xây dựng nhân cách của bạn. Marcus Aurelius nói, hãy cân nhắc xem bạn bán sự chính trực của mình với giá nào nhưng làm ơn, vì Chúa, đừng bán rẻ nó. Trong những giai đoạn đầu tiên của cuộc đời, sự tự tin của chúng ta được phát triển nhờ tình yêu và tình cảm mà chúng ta nhận được từ các thành viên trong gia đình. Nhưng nó chỉ đóng vai trò là nền tảng để sự tự tin của chúng ta có thể phát triển. Chúng ta cần những kỹ năng bổ sung để hỗ trợ chúng ta trong các tình huống xã hội mà chúng ta có thể cảm thấy không thoải mái. Kỹ năng con người và tính cách mạnh mẽ là tài sản cơ bản mà chúng ta thực sự cần. Nhân cách đề cập đặc biệt đến khía cạnh đạo đức của con người. Phát triển nhân cách liên quan đến việc xây dựng tính toàn vẹn cá nhân và bộ la bàn nội tâm về hành vi chấp nhận được. Quá trình hình thành nhân cách liên quan đến việc tự đánh giá liên tục, trong đó mỗi người so sánh mô tả về bản thân của họ như thực tế bản ngã thực tế với mô tả về bản thân như họ muốn trở thành bản ngã lý tưởng và như họ sợ trở thành bản ngã đáng sợ. Theo các nhà khắc kỷ, chúng ta nên sử dụng mọi cơ hội, mọi thử thách, như một cách để rèn luyện nhân cách của mình, để trở thành một con người tốt hơn bằng cách liên tục áp dụng. Chúng ta nên cố gắng trở thành những người tốt bụng, trung thực và chăm chỉ. Chúng ta nên giáo dục bản thân và học cách đối xử tôn trọng với mọi người. Bởi vì nhân cách của bạn là thứ không bao giờ có thể bị lấy đi khỏi bạn. Một người có thể thăng tiến hoặc sa sút chỉ do những đức tính tốt hoặc lỗi lầm trong nhân cách của anh ta, và điều này thường để lại di sản. 2. Thực hành chấp nhận bản thân. Theo lời của Marcus Aurelius, hãy hài lòng với vẻ ngoài thực sự của bạn. Chấp nhận bản thân là phương thuốc chữa cho sự hoàn hảo và sự bất hạnh. Dễ dàng để tập trung vào nhược điểm của bạn, và ai cũng có thể suy nghĩ về những sự bất an về bản thân thay vì những điều mà họ hạnh phúc với chính mình. Làm như vậy có thể khiến bạn không thích bản thân mình. Bạn cũng có thể quá bận tâm về những người xung quanh bạn mà không tập trung vào việc yêu thương bản thân mình. Một số người không muốn ở một mình và sợ phải làm mọi việc một mình. Điều này thực sự có thể cản trở hành trình yêu bản thân của bạn, vì bạn phải học cách thoải mái với chính mình. Yêu bản thân là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho chính mình. Yêu bản thân mang lại cho bạn sự tự tin, giá trị bản thân và nó thực sự giúp bạn cảm thấy tích cực hơn. Bạn cũng có thể nhận ra rằng khi đã học cách yêu thương bản thân trước, bạn sẽ dễ dàng yêu một người khác. Khi bạn thực sự yêu bản thân và hạnh phúc, bạn nên ngừng so sánh bản thân quá nhiều với người khác và thấy mình tự tin hơn, không cần lo lắng nhiều về những gì người khác nghĩ về bạn. Hiểu rằng bạn là toàn thể và trọn vẹn như chính con người bạn. Không ai mong đợi sự hoàn hảo từ bạn. Nếu bạn thừa cân, bạn bè chê bạn béo và bạn coi thường bản thân, đừng làm thế. Chấp nhận những gì đang có. Yêu bản thân bất chấp. Khi đã sẵn sàng, bạn luôn có thể bắt đầu ăn uống lành mạnh hơn và tập thể dục nhiều hơn, chẳng hạn như tuân theo chế độ ăn kiêng ketogen hoặc thử nhịn ăn gián đoạn khi nâng tạ. Bạn có thể thấy một sự thay đổi đáng kinh ngạc sau một vài tháng. Có nhiều cách để rèn luyện sự chấp nhận bản thân, nhưng cách quan trọng nhất là thành thật và tha thứ cho bản thân. Suy ngẫm về lỗi lầm của mình có thể giúp bạn tha thứ và quên đi. Nếu bạn có thể nhìn lại một số lựa chọn sai lầm mà bạn có thể đã thực hiện và tha thứ cho bản thân, bạn có thể bắt đầu bước tiếp và quên đi quá khứ. Yêu bản thân bất chấp mọi lỗi lầm bạn đã mắc phải trong quá khứ là điều tuyệt vời để nâng cao giá trị bản thân. Yêu bản thân và chấp nhận bản thân không là gì ngoài sự lựa chọn của bạn. Bạn có thể gặp nhiều vấn đề và thường sẽ có giải pháp cho chúng.
nhưng ngay cả khi không có giải pháp, bạn vẫn là bạn. Bạn tại sao không chấp nhận bản thân mình như bạn là thay vì tự đánh mất lòng tự trọng? 3. Tập trung vào suy nghĩ của bạn. Theo lời của Marcus Aurelius, hạnh phúc của cuộc sống của bạn phụ thuộc vào chất lượng suy nghĩ của bạn. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy thất vọng về bản thân, đó có thể không chỉ là vấn đề của những suy nghĩ tiêu cực ở chỗ này hay chỗ khác, thay vào đó, có thể niềm tin cốt lõi của bạn về bản thân là tiêu cực. Những ý tưởng như tôi không đáng yêu hoặc tôi là một thất bại có thể là nguyên nhân gốc rễ của hầu hết các quyết định bạn đưa ra. Vì vậy, đó là nơi bạn cần bắt đầu. Thách thức một ý tưởng cốt lõi như vậy có thể có vẻ đáng sợ. Ý tưởng đó có một luật sư rất giỏi trong đầu bạn luôn trình bày hàng tá bằng chứng để chứng minh rằng bạn là một kẻ thất bại. Vì vậy, hãy lập một danh sách tất cả các bằng chứng mà bạn có trong đầu để hỗ trợ cho lập luận rằng bạn là người thua cuộc. Bây giờ bạn đã trình bày một trường hợp, bạn cần một thứ còn thiếu, một luật sư bào chữa để thách thức quan điểm này. Hãy ngồi xuống và lập danh sách thứ hai. Danh sách các lý do bạn không phải là người thua cuộc, tại sao luật sư đầu tiên lại sai. Có danh sách những lý do khiến bạn trở nên tuyệt vời sẽ giúp bạn loại bỏ niềm tin cốt lõi tiêu cực đó và thay thế nó bằng một điều gì đó trung thực, chính xác và hợp lý hơn. Có thể có vẻ đáng sợ hoặc thậm chí không thể thay đổi suy nghĩ của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi suy nghĩ của mình để cải thiện lòng tự trọng. Những suy nghĩ tự động mà bạn đã có trong nhiều năm qua là quen thuộc và đã phục vụ một mục đích trong cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, hãy nghĩ xem có bao nhiêu trong số này là tiêu cực và gây tổn thương. Bạn càng có nhiều suy nghĩ tiêu cực, lòng tự trọng của bạn sẽ càng giảm. Vì vậy, sẽ rất tuyệt nếu bạn thay đổi suy nghĩ và nâng cao lòng tự trọng của mình, phải không? 4. Lập kế hoạch và ngừng suy nghĩ. Như chúng ta học từ Marcus Aurelius, biến mong muốn của bạn thành đá. Làm dịu sự thèm muốn của bạn. Giữ tâm trí của bạn tập trung vào chính nó. Sự thật là chúng ta đang sống trong thời đại trì hoãn. Chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian để lập kế hoạch, tham dự các cuộc họp, lên chiến lược nhưng chẳng đạt được gì. Chắc chắn, nếu bạn không có bất kỳ mục tiêu nào để hướng tới, thì đó là bước đầu tiên. Nhưng một khi bạn quyết định mục tiêu của mình, đã đến lúc ngừng suy nghĩ và bắt đầu thực hiện. Suy nghĩ và kế hoạch không có ý nghĩa gì cả. Một ý tưởng thiên tài cũng không có giá trị gì trừ khi bạn bắt tay vào làm và thực hiện các bước cần thiết để biến nó thành hiện thực. Bạn muốn chuyển đổi nghề nghiệp. Tuyệt vời. Hãy quyết định thử một điều gì đó mới mẻ, sau đó đạt đủ tiêu chuẩn hoặc chứng chỉ, rồi bắt đầu nộp đơn xin việc. Bạn muốn cuối cùng lấy lại vóc dáng. Tuyệt vời. Nâng tạ 3 lần mỗi tuần và bắt đầu ăn đúng lượng calo. Ngừng nghiên cứu, ngừng chuẩn bị và ngừng nói với mọi người về kế hoạch ngọt ngào của bạn. Chỉ cần bắt đầu. Ngay hôm nay. Bởi vì lập kế hoạch, chỉ lập kế hoạch, sẽ không giúp ích gì. Chính hành động của bạn sẽ thúc đẩy sự tự tin của bạn vì bạn sẽ hoàn thành công việc. Có một lý do khiến những người theo trường phái khắc kỷ cổ đại như Marcus Aurelius vĩ đại lại thành công và đạt được nhiều thành tựu như vậy, đó là vì họ đã hành động. Lặp đi lặp lại. 5. Giữ lời hứa của bạn. Chúng ta được Marcus Aurelius nhắc nhở rằng, hãy sống theo điều đó. Thực hiện tốt những lời hứa của bạn. Hãy trở thành người mà cha bạn hy vọng ở bạn. Giữ lời là rất quan trọng để khôi phục sự tỉnh táo của bạn và tạo ra một cuộc sống có ý nghĩa. Giữ lời có nghĩa là tôn trọng những gì bạn cam kết. Đó là giữ lời hứa với mọi người, và đặc biệt là với chính mình. Khi chúng ta hứa với bản thân rằng chúng ta sẽ làm điều gì đó hoặc hứa sẽ ngừng làm điều gì đó, chúng ta cảm thấy điều đó là vì lợi ích của chính chúng ta. Chúng ta tin rằng cuộc sống sẽ hài lòng hơn với sự thay đổi. Điều mà chúng ta thường không tính đến là lời hứa không chỉ nhằm cải thiện các mối quan hệ hoặc điều kiện trong cuộc sống của một người, mà nó còn là một phép thử về sự chính trực. Chính trực là tôn trọng lời nói của một người, biết rằng chúng ta sẽ không làm bất cứ điều gì bất ngờ hoặc đáng ngạc nhiên khiến chúng ta phá vỡ lời hứa của mình và cam kết giữ lời nếu chúng ta thấy mình chùng bước. Đưa ra lời hứa với ai đó là một trong những hình thức giao tiếp mạnh mẽ nhất hiện có. Nhưng bạn đã từng hứa những điều mà bạn không thể thực hiện được bao giờ chưa? Bạn nói với bạn bè, con cái, đối tác rằng bạn sẽ làm một điều gì đó cho họ. Nhưng sau đó bạn không thực sự làm điều đó.
chúng ta đã biết việc thất hứa có tác động tai hại. Nó không chỉ làm người mà chúng ta đã hứa thất vọng mà còn làm xói mòn lòng tự trọng của chúng ta. Nghiên cứu não bộ cho thấy việc thất hứa thực sự được ghi nhận trong hoạt động não bộ của chúng ta, thể hiện dưới dạng xung đột cảm xúc đối với người thất hứa do kìm nén sự trung thực của họ. Giữ lời hứa là chìa khóa để trải nghiệm cuộc sống như chúng ta mơ ước. 6. Làm chủ hành động của bạn. Như Marcus Aurelius đã nói một cách ngắn gọn, làm công việc của bạn mà không than vãn. Không có khả năng nhận trách nhiệm là một dấu hiệu cho thấy lòng tự trọng thấp. Điều này thể hiện khi ai đó thiếu quyết đoán và khi họ đổ lỗi cho người khác. Mọi người đổ lỗi cho người khác vì họ tin rằng những gì bạn làm thể hiện con người của bạn, điều đó có nghĩa là khi bạn phạm sai lầm, bạn sẽ phần nào hạ thấp bản thân. Họ không nhận ra rằng khi đổ lỗi cho người khác, họ đã tự làm cho mình bất lực, trở thành nạn nhân của hoàn cảnh. Đã bao nhiêu lần bạn nghe hoặc thậm chí có thể nói: "Tôi đến muộn vì bị trễ tàu ngu ngốc. Tôi không được thăng chức vì tôi không nói chuyện với người quản lý của mình hoặc tôi không thể tìm được việc làm vì nền kinh tế." Mặc dù đây có thể là những lý do chính đáng, nhưng những người có lòng tự trọng cao không tập trung vào các yếu tố bên ngoài có thể gây ra kết quả không mong muốn, mà dành năng lượng của họ để nghĩ cách đạt được kết quả mà họ muốn. Họ không tự hạ thấp mình khi phạm sai lầm, họ chỉ học hỏi từ kinh nghiệm và tiếp tục. Khi bạn bắt đầu thực hiện công việc và làm chủ cuộc sống của mình, bạn bắt đầu nhận ra sức mạnh của việc quản lý thời gian, kiểm soát và tự chủ. Bạn sống cuộc sống theo cách của bạn theo cách này. Nó thực sự là cách duy nhất. 7. Đừng nói quá nhiều về bản thân. Marcus Aurelius hướng dẫn chúng ta hãy làm quen với việc lắng nghe cẩn thận những gì người khác nói và cố gắng ghi nhớ suy nghĩ của người nói càng nhiều càng tốt. Tất cả chúng ta đều có lỗi khi nói quá nhiều về bản thân. Chúng ta nói về bản thân 30-40% thời gian. Đó là rất nhiều. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nói về bản thân có liên quan chặt chẽ đến hoạt động gia tăng trong hệ thống dopamine mesolimbic, cùng một phần não của chúng ta trải nghiệm niềm vui thông qua những thứ như thức ăn, tình dục và tiền bạc. Sự thật là, không ai muốn ngồi xem bản trình chiếu từ chuyến đi chơi gần đây nhất của bạn, hoặc nghe người khác nói đi nói lại về bản thân họ. Tất cả những cuộc nói chuyện đó đang làm chúng ta mất thời gian, năng suất và năng lượng. Nó cũng khiến chúng ta mất uy tín và các mối quan hệ. Những người cứ tiếp tục dường như đánh giá thấp sự đóng góp của người khác, thiếu sự tò mò và tự nhận thức, đồng thời có vẻ chỉ quan tâm đến bản thân và thậm chí lo lắng. Điều này chỉ là khủng khiếp cho sự tự tin của bạn. Chúng ta nên tránh xa những cuộc trò chuyện liên quan đến việc ngồi lê đôi mắt và phán xét người khác. Đắm chìm trong tin đồn và phán xét những người không có mặt để tự bảo vệ mình, dường như không phải là điều đạo đức nên làm. Thay vào đó, chúng ta nên phát triển kỹ năng lắng nghe của mình và ít phản ứng lại với những lời ngồi lê đôi mắt và phán xét, thỉnh thoảng đưa ra những chủ đề thách thức mà chúng ta cảm thấy có thể dẫn đến những cuộc trò chuyện đôi bên cùng có lợi với bạn bè. 8. Tự nhắc mình về cái chết. Marcus Aurelius nói, bạn có thể rời khỏi cuộc sống ngay bây giờ. Hãy để điều đó quyết định những gì bạn làm, nói và nghĩ. Các nhà khắc kỷ đã tạo thói quen ghi nhớ viễn cảnh về cái chết và bạn cũng có thể thực hành điều này mỗi sáng. Có một cụm từ trong triết học khắc kỷ gọi là Memento Mori, có nghĩa là hãy nhớ rằng bạn sẽ chết. Mục đích của lời nhắc nhở này không phải là bệnh hoạn hay thúc đẩy sự sợ hãi, mà là để truyền cảm hứng, động viên và làm rõ. Thói quen buổi sáng này sẽ giúp bạn tiếp cận cuộc sống hàng ngày một cách không sợ hãi và khiến bạn cảm thấy tự tin khi làm những việc thực sự quan trọng. Nhắc nhở bản thân rằng mỗi ngày đều có giá trị và mỗi ngày trôi qua là một ngày gần đến ngày chết của bạn, có thể cung cấp quan điểm và động lực cần thiết để giúp bạn ưu tiên cuộc sống của mình theo cách phản ánh mẫu người mà bạn thực sự muốn trở thành. 9. Bỏ qua những người phê phán. Khi chúng ta học được từ Marcus Aurelius, khi người khác đổ lỗi hoặc ghét bạn, hoặc người khác đưa ra những lời chỉ trích tương tự, hãy đi đến linh hồn của họ, thâm nhập vào bên trong và xem họ là loại người như thế nào. Bạn sẽ nhận ra rằng không cần phải dằn vặt hoặc lo lắng về bất kỳ ý kiến đặc biệt nào của họ về bạn. Những người phê phán là những người chỉ trích, phản đối hoặc chống đối điều gì đó. Những người không tán thành chỉ thích nói không. Bất cứ khi nào bạn bước ra khỏi chuẩn mực và tuyên bố điều bạn muốn và rằng bạn sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được điều đó, bạn sẽ thu hút những người phản đối.
Họ có thể yêu bạn, nhưng họ sợ sự tiến bộ, vì vậy họ chống lại mọi thứ, và ý kiến của họ thật tồi tệ đối với sự tự tin của bạn. Mặc dù bạn không tự kiểm soát được những gì người khác nghĩ hoặc cách họ hành động xung quanh bạn, nhưng bạn có quyền kiểm soát cách bạn phản ứng. Tiếng nói của họ không xứng đáng được lắng nghe. Đừng trao sự yên tâm của bạn cho người ngoài để phá vỡ khi họ muốn. Sự thật là bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn dành nhiều thời gian nhất. Vì vậy, nếu ai đó từng có tiền sử là người phản đối, hãy bỏ qua họ. 10. Có nghi thức tự tin vào buổi tối. Trong trích dẫn cuối cùng của chúng ta từ Marcus Aurelius, ông nói với chúng ta, đây là những đặc điểm của tâm hồn có lý trí. Tự nhận thức, tự kiểm tra và tự quyết định. Nó tự gặt hái. Nó thành công trong mục đích riêng của nó. Tự tin là một cảm giác tích cực về bản thân, ý tưởng của bạn và giá trị của bạn, giúp bạn chăm sóc bản thân tốt, đứng vững trên cùng một vị trí với người khác và tự hào về bản thân và cách bạn sống cuộc sống của mình. Không phải tất cả sự tự tin đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Trên thực tế, khoảng 50% sự tự tin là do di truyền. May mắn thay, bạn có 50% còn lại để làm việc. Đây là hai bài tập dễ dàng bạn có thể thực hiện vào buổi tối trước khi đi ngủ để xây dựng sự tự tin. Viết nhật ký biết ơn. Việc viết nhật ký biết ơn là một quá trình đơn giản. Mỗi buổi tối, bạn nên chọn 3 đến 5 điều mỗi ngày mà bạn biết ơn và ghi chú lại. Biết ơn không nhất thiết phải dành cho những điều lớn lao trong cuộc sống. Thói quen biết ơn bắt đầu từ việc đánh giá cao mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống và nhận ra rằng không có gì quá nhỏ bé đến mức bạn không biết ơn. Đánh giá cao những điều nhỏ nhất trong cuộc sống của bạn trước khi đi ngủ cũng sẽ cho bạn một lý do chính đáng để thức dậy và sự tự tin để đối mặt với những thử thách mới trong cuộc sống. Có một đánh giá thành công hàng ngày. Điều này khá giống với nhật ký biết ơn của bạn. Mỗi buổi tối trong khi đánh giá thành công của bạn, hãy viết ra 1 đến 3 thành công trong ngày của bạn. Thành công không nhất thiết có nghĩa là đạt được những thành tựu to lớn, mặc dù nếu bạn có chúng, thì bằng mọi cách, hãy tự hào về điều đó. Nhưng đừng bỏ qua sức mạnh của những chiến thắng nhỏ hàng ngày của bạn. Một số chiến thắng nhỏ của bạn có thể là về việc đưa ra quyết định đúng đắn hoặc dành thời gian để tập thể dục, giúp đỡ ai đó, bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy thoải mái. Điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn rất nhiều vì bằng cách tập trung vào những chiến thắng hàng ngày, bạn củng cố những hành động và suy nghĩ mang tính xây dựng của mình, do đó có khả năng bạn sẽ có nhiều chiến thắng nhỏ hơn vào những ngày tiếp theo. Vậy là chúng ta đã đi qua 10 điều quan trọng để xây dựng lòng tự tin dựa trên trí tuệ của Marcus Aurelius. Ông là một nguồn cảm hứng đáng ngưỡng mộ, một hoàng đế vĩ đại và một triết gia sâu sắc. Hãy nhớ rằng lòng tự tin không phải là điều mà chúng ta có sẵn từ ngày đầu. Nó là một quá trình, một hành trình mà chúng ta cần dành thời gian và nỗ lực để phát triển. Bằng cách áp dụng những lời khuyên mà Aurelius đã truyền đạt, chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn và tự tin hơn trong cuộc sống. Hy vọng rằng video này đã mang đến cho các bạn những góc nhìn mới và giúp các bạn tìm thấy sự tự tin bên trong mình. Hãy áp dụng những bài học này vào cuộc sống hàng ngày và tiến bước vững chắc trên con đường xây dựng lòng tự tin. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về chủ đề phát triển cá nhân, truyền cảm hứng và triết học.